Mến chào bạn đọc của bạn điện tử Giang Trí. Rất vui khi được gặp lại bạn đọc trong chương mục Sức Mạnh Số. Bạn đọc thân mến, các nhà sản xuất điện thoại đã chấp nhận rất nhiều rủi ro trong thiết kế điện thoại của họ để điện thoại của họ thực sự nổi bật ở giữa đám đông. Nhưng mà rất nhiều thất bại đã xảy ra, dẫn đến có những chiếc điện thoại chúng ta thấy khá là xấu xí, một số thậm chí còn không giống điện thoại một chút xíu nào, chẳng hạn như là giống với một chiếc điều khiển từ xa chẳng hạn. Nào, trong video này thì chúng ta hãy cùng điểm qua những gương mặt đó nhé. Chiếc điện thoại đầu tiên đó là Siemens Silibri 6. Sản phẩm xấu xí này đã được công bố vào năm 2003 và nhắm vào phụ nữ. Nó trông giống như là một hộp phấn và một chiếc gương có thể giúp cho bạn trang điểm khi mà di chuyển. Các phím thì được sắp xếp kỳ lạ ở hai bên, làm cho việc nhắn tin trở nên khó khăn hơn bởi màn hình nhỏ. Và nó có sẵn hai tùy chọn màu sắc đó là nâu bạc và hồng bạc. Chiếc điện thoại thứ hai trong danh sách này đó là Motorola StarTAC Revo. StarTAC Revo của Motorola thì đi kèm với rất là nhiều màu sắc sống động, trông giống như là một món đồ chơi với bề mặt không bằng phẳng. Thực sự thì nhìn vào phía trước của máy, mình cảm thấy nó cái sự xấu xí này sẽ giảm xuống khi mà bạn mở thiết bị này ra, mặc dù là cái độ đẹp của nó cũng không nhiều hơn được bao nhiêu, nhưng mà người dùng thiết nghĩ đó là một cái sản phẩm có thể mang đi chơi cho vui, hoặc là để có một cái chiếc điện thoại độc đáo so với mặt bằng chung bạn bè của mình thì cũng khá là ok. Chiếc điện thoại thứ ba trong danh sách này đó chính là Toshiba G450. Điện thoại này thì trông giống với một chiếc điều khiển từ xa của điều hòa hơn là một chiếc điện thoại. Thiết kế kết hợp 3 vòng tròn trên cùng thì chứa một cái màn hình và hai phím số đặc trưng thì ở hai vòng tròn phía dưới. Nó không chỉ làm cho Toshiba G450 trở nên xấu xí mà còn khiến cho nó cực kỳ khó sử dụng nữa. Chỉ cần tưởng tượng cái việc nhắn tin trên thiết bị này thôi là các bạn có thể thấy là cái việc này nó sẽ khó khăn đến mức độ nào rồi. Chiếc điện thoại tiếp theo đó chính là F88 Quiz Phone. Đó là một chiếc điện thoại cho phép bạn đeo ở trên cổ tay với một phím số được tích hợp vào dây đeo và màn hình hiển thị thì nhô ra từ bên cạnh. Ngoài ra thì nó còn có một chiếc anten trên đầu làm tăng thêm cái độ xấu tổng thể của điện thoại nữa. Điện thoại này thì được thiết kế ban đầu chỉ dành riêng cho những người chơi bóng bàn nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng mà sau đó thì đã được bán ra cho người tiêu dùng bình thường. Một chiếc điện thoại khác cũng khá là xấu, có tên là Goldwiz Le Million. Một trong những chiếc điện thoại xấu nhất cho đến nay và cũng là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất được bán ra luôn. Được định giá là khoảng 1,3 triệu USD, nghĩa là khoảng chừng 30,21 tỷ đồng. Thì Goldwiz Le Million được làm bằng vàng trắng 18 carat và có 1.800 viên kim cương. Tất cả thì khiến cho nó trông rất là khó coi. Thiết kế tổng thể thì quá cao so với đỉnh, một phần là do đỉnh và đáy nó cong một cách kỳ lạ, một hình dạng khiến cho mình nhớ đến chiếc mũ của ông già Noel. Ngoài ra thì phía dưới còn phải được gỡ bỏ nếu như mà các bạn muốn sạc pin nữa, rất là mất tiền. Và vừa rồi là một trong những chiếc điện thoại nằm ở trong cái danh sách những chiếc điện thoại xấu nhất từng được tạo ra trên thế giới. Và tất nhiên thì đó dựa trên ý kiến của mình. Ngoài những chiếc điện thoại này ra thì mình còn một vài những chiếc điện thoại khác nữa, nhưng mà video này khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của video này để xem là còn những chiếc điện thoại nào khác xấu xí nữa mà mình tổng hợp được trong danh sách này nhé. Và nếu như mà các bạn có biết những chiếc điện thoại nào xấu xí hơn mà mình vẫn chưa đề cập thì hãy để lại comment cho Sức Mạnh Số biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Sức Mạnh Số của Báo Điện Tử Giang Trí.